Thưa quý vị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để buôn bán gây mất trật tự an toàn giao thông. Đó là thực trạng hiện đang xảy ra tại khu vực trước chợ Cầu Kênh, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù chính quyền địa phương đã can thiệp, tuy nhiên việc thiếu quyết liệt khi xử lý đã khiến thực trạng trên chưa được giải quyết dứt điểm. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên VTC tại khu vực này. Đoạn đường bên hông chân cầu Hiệp Phước, lối đi vào chợ Cầu Kênh, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Mỗi sáng sớm thường xảy ra tình trạng buôn bán bắt nháo. Người bán bất chấp cả nguy hiểm, ngồi ra lòng đường buôn bán như thế này, khiến nhiều phương tiện khi ra vào khu vực này rất khó khăn mới vượt qua được. Ngày Chủ nhật đi kẹt xe không đi được. Ngày Chủ nhật với ngày thứ bảy, coi như là bán lấn hai bên lòng lề đường hết. Nước, đồ dơ, giấy nó chảy ra ghê. Ở ngoài kia lấn đường, lòng lề đường ngoài kia thì thực ra là cũng khó khăn thật. Vì tôi đi mà tôi dừng xe lên, ông kia ông đuổi, có những chủ trước tuần trước ông ấy bỏ nhường nhỡ, ông bỏ đi, có để em bán hàng. Lấn chiếm lòng lề đường buôn bán không những gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến đời sống, gây bức xúc cho những tiểu thương buôn bán lâu năm bên trong chợ Cầu Kênh. Ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì ở đẳng là người ta không có tốn tiền chỗ, không tốn tiền góp chỗ, còn ở đây là mình tốn tiền góp chỗ, người ta tấp vô là mua là đi, là mình ở đây ảnh hưởng là cuộc sống của người dân rất là nhiều. Mua ngoài xong họ đi về đâu cũng mua ở đây đâu, thì bên đây bán cũng khó bán lắm, cũng vất vả, nói chung vất vả. Bởi đây mắc đóng thế, ở ngoài không có đóng thế. Theo ban quản lý chợ, hiện nay tình trạng này diễn ra thường xuyên, hàng ngày. Dù cũng đã nhiều lần nhờ chính quyền địa phương can thiệp, tuy nhiên đến nay, việc mua bán lấn chiếm lòng lề đường vẫn tiếp tục tái diễn. Mời họ cái họ lên chút xíu, cái nó chạy, nó bưng, nó chạy vô kẹt vô hẻm chút xíu họ về, cái bắt đầu nó bưng ra, nó bán y cũ vậy đó, mà bữa nào cũng như bữa nấy. Trao đổi với ông Trần Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính quyền địa phương cũng gặp phải nhiều khó khăn, lực lượng mỏng lại gặp phải sự thiếu hợp tác của người bán hàng rong. Trong thời gian tới, lực lượng liên ngành sẽ lập các chuyên đề xử lý nghiêm tình trạng này.